Sốt đấy mất chiên là không cầm easy thì thay thui bao giờ được ăn bạn. Ngày nay hôm nay nằm đây được ăn là biết đâm pha và phê easy UFA hết. Đấy, bạn ơi bằng thật này riêng cùng pro pra cho anh thấy. Bà thọt mê riêng con. Bà thọt mê riêng. Bà thọt mê riêng đó con á. Bà ta ní thêm bỏ dưỡng bà. Bà chân ngành đá nhóm này nóm nè tặng ọc ní ơi. Là biết back up. Bà back up phụ của phê hạt đi dụ ạch vậy bà. Cặp bất dân mơ rụp dân thằng kra về nâng cứ vì vì đôi ta hát đi EMMC chân có bật tay bởi dân vô adapter EMMC mà phá cứ vì ọt xóa tê to là dân vô adapter bỏ UFA mà phá và xa pin ăn rất khóc nè bà chân đòi xa tập hết UFA này cứ dân là biết bám pha ta mà tu chân xây nâng vì miền phiếp xăm nhằm vì miền trái là nhẹ nhàng vậy bà vì bà bạc chăm và tay nhóm mà nhóm của bạn là ở vị thi mới nít nghi sử dụng lắm à dưới trạch vì vậy tới vì miền học sân sử dụng xâm rạp ở dưới trạch bạn mình và bạn rất tràn dương đòi dương pra là EMM sim này chờ bỏ sạch sử dụng bạn chẳng dương bạc ạp này dương hay là đam pha là đam pha đam XML file và chẳng dương à convert đi dương à đam via chia tập hết XML file và chẳng chẳng đai XML file này mình cầm nọt từ lâu ta xâm rạp ta UFI nâng tên á cứ dương ai đam group tập hết được à group firmware group một đá cứ dương ai tập hết này đôi khi được à nát bạn nhưng thưa đôi khi được à còn tại dương bởi thay dương đam chi bộ phê nâng cư dương trời pra tool easy chi thạch nâng hay dương trời pra op easy chi thạch nâng nhưng nâng tool là EMMC manager nâng và ta UFI mà đang thả support rồi có ọt thế file bỏ dương này dương back up nâng và ta nâng nhầm như vậy ní cư khăn nông thêm nó khăn nông thêm mà tại easy chi thạch đây bạn bạn chẳng nghe dương này xâm rạp là cầm easy chi thích đấy bạn ok chẳng nhau mà bà cảm thì easy chi thích EMMC tool bạn à chào lắm EMMC manager bạn bạn được bạn bạn nick bạn chẳng dương dương cấp adapter bao chứ bạn ok chẳng dương từ đồ port cái này easy chi thích nhé bạn bạn cái này nick cứ dương sầm rap EMMC bạn bài cái này ní dương đô bạn dương đô EMMC dương đô mà port bạn UFI bạn dương đô cái này nâng mũi bạn đô lại port nâng mũi bạn tạm máu dương mà thích cái này ní bớt sân thì dương pra UFS safe mode bạn anh đang dương dương pra đập tới cứ dương chưa được vô safe mode bạn phần tay bật sân thì dương pra và hết ISP bạn ISP cứ dương thay cái lại ISP mode bạn phần
tại nhưng bị chạy trăng liên tích ISP này cứ mình men EMMC nó cứ UFS chứng vi khóc nè ở đôi khi thế bạn cho là nhầm tập lập mà thằng này bình bạn tập lập mà sạch một cái nhảy dùng ra adapter à con phu sân à con phu sân The peppo. Ta. Yo. A con po. Data yung tlap show mê rin ba yung vinh. Ba ching yung galay ni yung ba yung hát đi yung vipet EMMC yung ra yo EMMC. Hát đi ba yung UFA yung ra yo UFA. Hai yung đã đặt tới cái yung process mode na. Dựng đặt adapter ประเภทนี้บ่าយើងរើសយក set mode បន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ connect to ECG tech UFS បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើនឹងមួយបាទបាទកុំព្យូទ័រខ្ញុំរៀងយឺនបន្តិចបាទនេះវាស្គាល់ហើយចេញប្រភេទនេះបាទតាខាងនេះអូខេបាទអានេះយើង read info វាបាទបាទបន្ទាប់មកយើងមកមើលប្រភេទម៉ូដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទនេះបាទ A500 FUP ណាបាទនេះយើង copy វាមកយើង copy ដែល select បានហើយបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកយើងបង្កើត folder មួយមកបាទយើងបង្កើត folder មួយនៅលើ desktop មកដើម្បីដាក់ file ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយើងបកហ្វូលដឺមកបាទនេះមុំរបស់យើងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរីតបាទបាទចាប់ផ្ដើមពីហ្វាយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមិញយើង info វាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងយើងមកចុចលើពាក្យប្រើបាទចុចលើពាក្យប្រើហើយយើងម៉ៅស្ដាំលើកន្លែងនេះបាទយើងម៉ៅស្ដាំយើងចុចលើផ្ទាំងនៅកន្លែងអត់មានអីទាំងអស់បាទយើងចុចលើពាក្យ multi select mode បាទបាទបាទចុចលើនៅមួយហើយយើងម៉ៅស្ដាំទៀតតែកន្លែងអត់ឲ្យចាំអីបាទបាទស្ដាប់មួយទៀតយើងចុចលើពាក្យ select all none mp path បាទបាទយើងចុចលើ select លើហ្នឹងបាទបាទនៅពេលដែលយើង select គឺអាឡៃនេះវាចាប់ផ្ដើម select file ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ select ទាំងអស់ហើយវា select តែ file ដែលយើងត្រូវយកទៅ write backup បាទអញ្ចឹងដែរ file នេះគឺវា backup ទាំងអស់ណាវា backup ទាំងpartition IME partition អីគឺទាំងអស់បើសិនជាក្នុងករណីយើងចង់យកតារាយទូរស័ព្ទមួយទៀតឬរហ័តនេះមួយទៀតតែយើងត្រូវស្គាល់ពី partition IME របស់វាយើងត្រូវ backup យើងមុននឹងរាយយើងត្រូវ backup IME ទុកសិននៅហ័តនេះចាស់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមិញយើង select partition MP រួចហើយអញ្ចឹងយើងរោស្វែងរោពាក្យ user dataយើងដក user data ចេញដោយសារ user data ធំបាទយើងដកវាចេញបាទយើងដកចេញយើងដក user data ចេញយើងមកស្ដាំកន្លែងនេះដដែលកន្លែងដែលយើងអត់មានអីបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ read select ណាបាទបន្ទាប់មកវា load ចេញមកយើងទៅរកនៅលើ desktop របស់យើងបានយើងបង្កើត folder មួយនេះបាទបាទ
Okay, dân chẳng mất dân sẽ là do nào mất dân cho chịu ok mất chẳng đi chập ra mình ta và chẳng phà mà đi chập ra từ tuổi bàn này dân râu chăm ở vị trí ta là chọn bạn ok bạn nhi pha bao dương về rít chắp cứ vi tơ lẹ mau trong nưng ba. Ok ba chẳng nghe dương rô chạm ở vi chóp ba. Ok phong tơ rít tới ba. Bà đi đào vendor ấy chụp chào đấy bà. Này dân nơi đi để vendor product khách tỏ và tỏ phim đàn. Song sa mui khai pi khai Nhung skol tran na mok hai chơi thật khai khu của bạn khai khu của bạn biết trò mặt bạn đi riêng lần mai nhầm phong được một thọt mê riêng mà ok bà trên nhập viện cứ vì bạn đi bạn ok ấy bạn này dân đi chọp ấy bạn đi chọp đi trên nhập viện đấy bạn này đi đồng đấy ok bạn và chân rít đòn và chân dương rít xml alpha hơi dương từ rít config về môi tiệt bạn rít config về môi tiệt bạn và chân dương rít config viết cứ dương rít nó khả năng thu môi tiệt bạn dương apra emmc như thế bạn dương apra ecg thay thu bạn Thank you.
ba trôi. Ờ, pi mơn. Update version một xíu. Bật xe lên nó. Đoàn đột về mùa sân đấu. Ok, đoàn đột chết chào ấy. Ok, download chắc rồi, install một xíu. Rama con đi chính. Ê. Rama con.
Ok, bạn mình install rồi đấy bạn. Computer nhóm được đường dương tích. Bạn chứng dân 3 cam thị sĩ chỉ thạch thu lên nó bạn. Thì bà chẳng gì nhật bà cái máu dưng rơi cả lại tập tục UFI máu bạn cả lại miếng dưng rơi vô sọc khen máu bạn hiện đại đập tới dưng rơi vô sọc khen tại bây giờ xa ISP dưng ISP bạn ok như sao là chạy đến thì phải chip lên nó bạn. Nếu bị khó hết và chẳng như bà hà nhập nông nắng bà nguyên liền luôn sơ rô, luôn vón, luôn thú, luôn thí, luôn khó và tại vì mà nếu bị dân đặt áp tại config đấy bà config, config chip bà config nó cứ viết cực cực partition thằng ổn lần à config nó cứ viết cực cực luôn bà, luôn sơ rô, luôn muôn, luôn phi, luôn bay, luôn buồn lần bà bây giờ lâu nó việc cướp cướp partition tập 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 tiền bằng chứ là nên việc các bạn thì chắc là lâu nãy giờ cho làm lâu config nãy cứ dương backup cái cứ đầm bay xem rạp dương đồ hạt đi bạn bạn config những cái cao tôi đang mới biết bạn bạn giờ sẽ cũng phải chân nó bạn những gì một bạn cảm thấy những chơi grid nào như rồi desktop nhé. Bạn còn nắng mà bạn này bạn á fix bạn còn nếu việc đã thì đòn bạn chứng EMM UFI cái dương backup tập phần này dương backup XML file hết dương mà backup config luôn tiếp bạn thì chọn phải có bạn chẳng hạn video cái đó nhưng mình thọt là bị dài mà đòn lắm bạn đang dương phần này lắm bạn.